Phạm Hương, từ hoa hậu có lượng fan khổng lồ đến người đẹp bị tố vô ơn. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Hương là người đẹp thứ hai đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ. Sau 3 năm đăng quang, cuộc sống của Phạm Hương đã có những thay đổi chóng mặt. Năm 2015, với chiều cao 1m74, cô gái Hải Phòng Phạm Hương đã đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam mùa thứ hai. Lúc ấy, Phạm Hương đã 23 tuổi và theo hồ sơ tham gia thi, cô đang là giảng viên của một trường cao đẳng. Khi giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, cuộc đời Phạm Hương đã có sự thay đổi chóng mặt. Cô chia sẻ với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ là một điều tuyệt vời nhất mà tuổi trẻ đã mang lại và dành tặng cho Phạm Hương. Trải qua nhiều khó khăn thất bại trong quá khứ, Vương miện đã tìm đến Hương như một định mệnh. Chặng đường 2 năm vừa qua không quá dài cũng không quá ngắn, để Hương thể hiện sự nỗ lực, những cống hiến của mình, và Phạm Hương tin rằng mình luôn là người mạnh mẽ và bản lĩnh nhất để bảo vệ danh hiệu của mình. Quay lại thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, cái tên Phạm Hương đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Khác với người đẹp tiền nhiệm là Hoa hậu Thùy Lâm, Phạm Hương được khán giả tin tưởng và kỳ vọng. Đặc biệt với danh hiệu người đẹp có câu trả lời hay nhất trong đêm thi, Phạm Hương được đánh giá cao cả về trí tuệ lẫn lối ứng xử. Thời điểm ấy, Phạm Hương được xem là hoa hậu có lượng fan khổng lồ nhất trong các hoa hậu. Cô được yêu thương và đi đâu cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Thừa thắng xông lên, Phạm Hương tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới Miss Universe. Người đẹp được ca ngợi như một hoa hậu có tiềm năng và dễ mang về vinh quang cho Việt Nam năm ấy. Tuy nhiên, ở Miss Universe 2015, Hoa hậu Phạm Hương dù cố gắng rất nhiều nhưng cô không thể tỏa sáng và ra về tay trắng. Mặc cho kết quả ở Miss Universe 2015 không như mong đợi, khi trở về nước, tên tuổi của Phạm Hương vẫn nổi bật và fan vẫn chào đón nhiệt tình. Vương miện Phạm Hương đeo vẫn tỏa sáng và giúp cô đổi đời trông thấy. Thực tế, Phạm Hương sinh ra trong một gia đình thuần nông bình thường. Bố của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 làm nghề đánh cá. Mãi thời gian sau này khi Phạm Hương lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, bố cô mới thôi không làm nghề này nữa. Còn mẹ cô nhanh nhẹn tháo vát hơn thì làm nghề bán bảo hiểm. Cuộc sống của gia đình Phạm Hương khi xưa vất vả và nghèo khó. Tuy nhiên, kể từ khi Phạm Hương nổi tiếng, gia đình cô đã xây được nhà to đẹp ở Hải Phòng. Phạm Hương còn sở hữu một căn hộ sang trọng cùng khối tài sản trị giá tiền tỷ. Dù trước đây Phạm Hương làm nghề người mẫu có sâu nhưng Phạm Hương lúc ấy không phải là tên tuổi nổi bật. Phải đến khi giành Vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, cô mới gây chú ý. Nhờ danh hiệu Hoa hậu, Phạm Hương được mời ngồi ghế nóng cuộc thi The Face mùa đầu tiên và gây được ấn tượng đặc biệt trong mắt khán giả. Tuy nhiên, phong cách nói chuyện của Phạm Hương tại cuộc thi đã gây ra nhiều tranh cãi. Sau cuộc thi này, Phạm Hương bước một bước lên dàn sao hạng A với các xe đi sự kiện khủng. Nhờ vậy, cuộc sống của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 ngày càng thay đổi và lột xác hơn. Tuy nhiên, thời gian hiện tại Phạm Hương đã lắng xuống, chưa kể cô còn vướng vào nhiều lùm xùm tiêu cực. Mới đây một loạt các tin đồn bùa vây người đẹp như nghi vấn hẹn hò doanh nhân nổi tiếng đã có vợ con, là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của một mỹ nhân khác trong showbiz, cạch mặt với Hoa hậu Thu Hoài, bị tố vô ơn. Tuy nhiên, đứng trước những tin đồn này, Phạm Hương không thể hiện bất cứ thái độ nào, cô cũng không trả lời báo chí về những câu chuyện như vậy. Người đẹp chọn cách im lặng để đi qua những sóng gió. Tuy nhiên, cách làm của Phạm Hương không làm cho fan của cô thỏa mãn. Sức nóng của tên tuổi Phạm Hương giờ đây đã không còn được như xưa. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.